Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khuyến BVDII. Rất vui hôm nay lại được gặp lại các bạn trong một cái nội dung video rất là mới, đấy là vào bếp cùng Khuyến BV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái món, đấy là món gà hấp quế thủy với lại gà hấp quế thủy với cao ngựa bạch ấy, và có thể nói là hoặc là có tên gọi khác là gà hầm cao thì sau đây xin mời mọi người, đây là một cái món ăn rất đơn giản và bổ dưỡng, và đây là sau đây thì mời mọi người theo dõi các cái bước chế biến của nó. Và mình thì mình thường là hướng dẫn chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái thứ mà nó dễ làm và nó lại rất là về cái giá trị sử dụng của nó rất là cao. Đấy thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của mình, và nếu thấy hay thì rất là mong nhận được sự ủng hộ mọi người bằng cách là like, share, comment và đặc biệt là subscribe để đăng ký để kênh ngày càng phát triển. Và mời các bạn theo dõi video.
Tiếp theo là chúng ta chấm với tiếp theo là vậy là có sự chuẩn bị đã xong, chỉ rất đơn giản rồi thôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị một cái nồi nước này, cho mình sẵn nước lọc vào này, chúng ta đặt cái nắp này. Tình hình là mùng 8 tháng 3 thì chúc toàn thể chị em luôn xinh đẹp, vui vẻ và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn, vợ con, chồng con thì yêu thương và luôn cưng chiều hết mực, công việc thì thuận lợi. Thì hôm nay mùng 8 tháng 3 thì em cũng cả năm cũng có vẻ trở lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.